tập trung mọi nguồn lực thực hiện dự án đầu tư công trên lĩnh vực hạ tầng giao thông nhằm tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội. Huyện Tân Thạnh đã và đang cho thấy được sự đầu tư có trọng điểm, trọng tâm ở từng khâu, nhất là công tác bàn giao mặt bằng sạch, đúng tiến độ. Qua hơn nửa nhiệm kỳ, hai công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Thạnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 là dự án nâng cấp mở rộng đê dọc kênh Cà Nhiếp và thi công công trình đường số 3 xã Tân Bình với tổng kinh phí hơn 230 tỷ đồng. Từ ngân sách huyện đến nay, tiến độ thi công đạt trên 70%, vượt mức đề ra, dự án triển khai một cách thuận lợi. Huyện đã tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng ngay từ ban đầu. Cuối tháng 7 năm 2023, khoảng 30 hộ dân tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án đã được bồi thường hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng. Theo quan điểm tôi thì đây thì thượng lòng đảng mà thượng lòng dân thì coi như là việc làm của đảng là làm con đường này sáng sủa để mà thuận lợi cho dân giao lưu hàng hóa, rồi cho học sinh nó cấp sách đến trường. Tôi đồng tình hiến đất và đồng thời cũng có vận động một số bà con hiến đất để tạo mọi cái thuận lợi để cho đơn vị thi công hoàn thành sớm nghị dựa để hoàn thành sớm công trình để đưa vào sử dụng. Về phía ban phối hợp với địa phương huy động của toàn lực lượng cũng như hệ thống chính trị để vào cuộc trong vấn đề là vận động để bà con cô bác là am hiểu thông tin những cái thông số để vận động cái từ tiêm lộ ra là 6m và bà con đóng góp là bao nhiêu là phần đất của mình để là đưa vào công trình. Về phía xã thì có cử nhiều đoàn đi xuống từng nhà, nhất là năm cái căn nhà bị ảnh hưởng đó, nhưng mà do cái vận động của cái các đoàn của địa phương thì coi như là hộ dân ta thấy cũng đồng thuận để bàn giao mặt bằng. Sự sâu sát của đội ngũ cán bộ ở cơ sở luôn đi trước một bước trong công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự lan tỏa đồng thuận trong nhân dân, góp phần không nhỏ trong tháo gỡ mắt xích then chốt quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án. Trong cái giai đoạn tiếp theo thì huyện cũng sẽ có cái quan tâm để tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và các ngành nghiên cứu rồi khảo sát, tiếp tục đề nghị ban chấp hành huyện đảng bộ sẽ triển khai tiếp tục các công trình để chúng ta đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thiện các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và sẽ mở rộng để chúng ta phát triển về thương mại dịch vụ và phát triển đô thị thị trấn trong tương lai. Gắn với phương châm dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển, huyện Tân Thạnh đang tăng tốc hoàn thành các công trình trọng điểm vào năm 2024. Đây sẽ là điều kiện tiên quyết giúp huyện đẩy nhanh tiến độ trong xây dựng huyện nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân và phát triển kinh tế tại địa phương.